Các chuyên gia Hoa Kỳ đang xem xét cách ăn kiêng ít carbohydrate để làm hướng dẫn cho công chúng. Keto là cách ăn kiêng đang lan truyền trên mạng xã hội. Đây là một loại ăn kiêng ít carbohydrate đang được các chuyên gia Hoa Kỳ xem xét để đưa ra hướng dẫn cho công chúng. Điều này không phải là yếu tố chính để nâng cao sức khỏe thể chất, tuy nhiên những người ủng hộ nói rằng lời khuyên dinh dưỡng ăn ít carbohydrate của các bác sĩ sẽ giúp chính phủ định hình các chương trình thực phẩm như bữa trưa tại các trường học. Hiện các hướng dẫn học tập cách ăn uống của người địa Trung Hải và cho rằng ăn chay cùng các hình thức ăn kiêng khác là một điển hình về những cách ăn uống lành mạnh. Năm ngoái, các quan chức y tế Hoa Kỳ cho biết ăn kiêng ít carbohydrate sẽ được so sánh với các kiểu ăn uống khác để cập nhật cho bản hướng dẫn nên ăn gì của năm 2020. Những người ủng hộ ăn ít carbohydrates nói rằng tỷ lệ béo phì ngày càng tăng cho thấy các hướng dẫn dinh dưỡng không hiệu quả đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, một số chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo ăn kiêng ít carbohydrates không có ảnh hưởng rõ ràng trong dài hạn. Các chuyên gia này cho rằng các chỉ trích về hướng dẫn là quá lố và đổ lỗi cho ngành công nghiệp thực phẩm tiếp thị các món ăn nhẹ ít chất béo nhưng chứa nhiều đường. Các chuyên gia cho biết hướng dẫn ăn kiêng giảm đường được đưa ra năm 1980 và các khuyến nghị vẫn còn hiệu quả đối với lời khuyên dinh dưỡng cho công chúng. Ăn kiêng ít carbohydrate thường giới hạn các loại thực phẩm như bánh mì, mì ống, đường ít hơn 30% calories hoặc chiếm khoảng 750 calories cho khẩu phần ăn 2.500 calories mỗi ngày. Ý tưởng hạn chế carbohydrates đã xuất hiện trong nhiều thập niên với đỉnh điểm là ăn kiêng Atkins. Ăn kiêng ketogen đã được sử dụng để điều trị cho người bị động kinh và giờ đây xuất hiện trở lại như một cách ăn kiêng phổ biến được nhiều người chấp nhận. Kevin Ho thuộc Viện Tiểu đường, Bệnh tiêu hóa và Thận cho biết ăn kiêng low carb có thể hoạt động tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nhạy cảm với carbohydrates những lợi ích từ cách ăn kiêng này có thể bị thổi phồng. Mọi người cần phải đảm bảo một khẩu phần ăn lành mạnh cho mình.